bột cần tây D2 với nguồn nguyên liệu 100% từ cần tây organic, được gieo trồng và chăm bón trực tiếp tại nông trại hướng hữu cơ vitamin D2 tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Quá trình sinh trưởng của cần tây organic D2 được giám sát nghiêm ngặt, không sử dụng phân bón hóa học, các chất kích thích, sử dụng phân hữu cơ và theo phương pháp thuận tự nhiên. Sau khi thu hoạch, cần tây được chuyển về nhà máy vitamin D2, vận hành theo quy trình khép kín, được sơ chế, sấy lạnh, xay lọc, kiểm định và đóng gói tiện lợi theo quy chuẩn. Bột cần tây organic D2 kết hợp cùng tạo xoắn, tạo nên sự khác biệt với công dụng ngăn ngừa ung thư, thanh lọc thải độc, bảo vệ gan, giảm cân, làm đẹp da, cải thiện chỉ số sức khỏe. Hương vị tươi mới thanh mát, nguyên dưỡng chất trọn vị thiên nhiên. Bột cần tây organic vitamin D2 đồng hành cùng bạn khởi động lối sống xanh, sạch, khỏe.